Sức khỏe hạnh phúc. Xin chào các bạn. Từ xa xưa, ông bà ta đã biết sử dụng loại cây có mọc xung quanh để làm những vị thuốc chữa bệnh hiệu quả. Trong đó phải nhắc đến cây có mực, một loại cây rất quen thuộc và có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Cây nhọ nồi, một số nơi còn gọi là cây có mực, bạch hoa thảo, thúy hạn liên hay là hạn liên thảo. Đây là loại cây có mọc hoang, dễ tìm. Khi giã nát thì có nước màu đen như mực. Tuy là một loại có hoang dại nhưng mà cây nhọ nồi lại được sử dụng nhiều trong các cái bài thuốc. Dưới đây xin mời các anh chị chúng ta cùng đến với một số cái công dụng của cây có mực. Thì theo Đông y thì có mực hay là còn gọi là có nhọ nồi không độc, có vị chua, ngọt, tính hàn, có tác dụng lương huyết, cầm máu, bổ thận, ích âm, thường dùng chữa trị can thận âm hư, các cái chứng huyết nhiệt, sốt cao, chảy máu cam, mề đay. Thứ nhất là rất tốt cho gan. Từ lâu thì các cái bác sĩ y học cổ truyền người Ấn Độ đã công nhận những cái lợi ích của có mực đối với gan và chỉ ra cái khả năng chữa bệnh về gan như là vàng da, viêm gan và góp phần giúp gan tiêu trừ độc tố của loại có này. Các nghiên cứu bao gồm nghiên cứu trong ống nghiệm và thử nghiệm trên động vật đều khẳng định rằng có mực có chứa cái chức năng bảo vệ gan rất tốt. Nghiên cứu thử nghiệm trên chuột cũng chứng minh rằng là tác dụng bảo vệ gan của có mực. Các nhà nghiên cứu đã tiêm chất độc cho gan vào chuột, sau đó cho một số con ăn chiết xuất lá có mực và kết quả cho thấy cái khả năng tử vong giảm đi đáng kể từ 77% xuống còn 22%. Và cái tác dụng thứ hai là tác dụng kháng vi sinh vật. Một trong các cái lợi ích mà người xưa thường dùng chính là dùng để chống viêm trùng, chống nhiễm trùng. Nghiên cứu gần đây cho thấy thì lợi ích này của có mực là có cơ sở khoa học, bằng chứng là một cái nghiên cứu đăng năm 2011 đã điều tra về cái tác dụng của loài thực vật trong việc mà chống nhiễm trùng, bao gồm cây có mực. Cây có mực được chứng minh là có cái tác dụng chống lại 9 loại vi khuẩn khác nhau, bao gồm các loại vi khuẩn bình thường và cả các loại vi khuẩn nguy hiểm như là tụ cầu khuẩn vàng, khuẩn E. coli. Cái tác dụng thứ ba là giúp giảm đau. Có mực tươi thường được dùng để trị đau răng trong các cái bài thuốc cổ truyền Ấn Độ. Một vài nghiên cứu đã phân tích sâu hơn về tác dụng giảm đau thần kỳ của loại cây này. Các cái thí nghiệm về giảm đau khác nhau trên chuột cho thấy có mực có cái tác dụng giảm đau tương đương với thuốc giảm đau aspirin. Các nghiên cứu khác cũng chứng minh tác dụng giảm đau của có mực là nhờ có chứa tinh chất ethanol, chính là những cái bằng chứng này. Thì bạn có thể dùng có mực để giảm đau thay vì các loại thuốc giảm đau thông thường. Và cái tác dụng thứ tư là tốt cho tiêu hóa. Thì theo các cái bài thuốc cổ truyền của Ấn Độ thì ăn có mực tươi có thể trị bệnh khó chịu dạ dày. Nó cũng có tác dụng hiệu quả trong cái việc mà chữa các cái bệnh rối loạn tiêu hóa như chứng táo bón và khó tiêu. Loại cây này giúp phục hồi sự cân bằng của hệ tiêu hóa vì nó giàu các hợp chất hữu cơ và hóa học. Và cái vấn đề thứ năm là chữa các cái bệnh rối loạn hô hấp. Có mực chứa thành phần làm tan đờm, do đó có cái khả năng trị các cái cơn ho sung huyết do cảm lạnh thông thường, bệnh cúm và nhiễm trùng ngực. Nhờ có chứa các cái thành phần kháng vi sinh vật, có mực còn giúp loại bỏ nhiễm trùng trong khi mà làm dịu niêm dịch và đờm. Và dưới đây là một số các cái bài thuốc mà có sử dụng đến có mực. Thứ nhất là chữa viêm họng. Với các cái triệu chứng như là đau họng, họng sưng tấy, nuốt thì bị đau, người bệnh kiên trì dùng các cái thang thuốc sau 3 đến 5 ngày sẽ khỏi. Dùng 20g có nhọ nồi và 20g bồ công anh, 12g củ rẻ quạt, 16g kim ngân hoa, 16g cam thảo đất, sắc lấy nước uống. Mỗi ngày người bệnh nên dùng một thang. Thứ hai là chữa sốt cao. Bài thuốc này đã được dân gian dùng rất hiệu quả. Nó là cứu cánh cho những cái trường hợp bị cảm nhưng khó dùng kháng sinh, đặc biệt là trẻ em. Khi bị sốt cao, dùng có nhọ nồi, sải đất, củ sắn dây mỗi vị 20g, 16g cam thảo đất, 16g cây cối xay, 12g ké đầu ngựa, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. Thứ ba là chữa cơ thể suy nhược, thiếu máu, ăn không ngon. Đông y sử dụng cây nhọ nồi để chế biến cái thang thuốc giúp cải thiện suy nhược cơ thể, ăn không ngon. Dùng có nhọ nồi, mần trầu mỗi vị 100g cùng với 50g gừng khô, các vị này chặt nhỏ sao sơ qua, sau đó đổ thêm 3 chén nước dừa tươi, nấu còn 8 phần là được. Người bệnh nên uống ngày 2 lần sẽ phát huy tác dụng. Thứ tư là chữa chảy máu cam. Cây nhọ nồi có tác dụng là cầm máu nhanh, chính vì thế mà nó thường được dùng để đắp lên vết thương nhỏ bị chảy máu. Ngoài ra, nhọ nồi còn có tác dụng là chữa chảy máu cam rất tốt. Dùng có nhọ nồi cùng với hoa hòe, sao đen mỗi vị 20g, 16g cam thảo đất,
sau đó sắc uống mỗi ngày một hạt. Thứ năm là chữa mề đay, trong uống ngoài xoa, đó là cái cách sử dụng của bài thuốc này. Dùng cái nước mà sắc được để uống, còn bã dùng để xoa ở ngoài, đắp lên chỗ sưng. Thang thuốc bao gồm nhọ nổi, lá xương sông, lá khế, rau diếp cá, lá dưa chuột, lá nhài giã nát và lá huyết dụ. Tất cả cho vào nồi, sau đó giã nát để lên nước và bã để dùng. Bài thuốc thứ sáu là chữa gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ có thể là do nhiều cái nguyên nhân, nên là trong đó có cái nguyên nhân do nghiện rượu và nguyên nhân do béo phì. Với hai cái nguyên nhân này thì đông y có cái bài thuốc tương ứng để chữa bệnh viêm nhiễm mỡ rất hiệu quả. Mỗi ngày bệnh nhân nên sắc một thang để uống. Trường hợp gan nhiễm mỡ do nghiện rượu thì thêm cát căn 30 g, bổ công anh 15 g, chỉ cu tử 15 g. Còn người béo phì dẫn đến gan nhiễm mỡ thì thêm đại tràng hoàng 6 g, lá sen 15 g. Bài thuốc thứ bảy là chữa sốt phát ban. Với cách đơn giản là dùng khoảng 60 g nhọ nổi sắc uống ngày một thang liên tục từ 2 đến 4 ngày là bạn có thể chữa được bệnh sốt phát ban. Bài thuốc vừa đơn giản nhưng mà lại rất là hiệu quả. Và bài thuốc thứ 8 là chữa bạch biến. Nhọ nổi 30 g, đắng sâm 15 g, sa huyễn tử 15 g, xích nhược 10 g, hà thủ ô 30 g, bạch chỉ 12 g, đan sâm 15 g, bạch chuột 10 g, thiền thoái 6 g, đương quy 10 g, các vị rửa sạch, đem sắc uống ngày một thang, mỗi đợt uống 15 ngày. Và cái bài thuốc thứ 9 là chữa sốt xuất huyết nhẹ. Thì trong cái trường hợp mà sốt xuất huyết vừa mới xuất hiện thì đang ở cái thể nhẹ, các bạn có thể dùng bài thuốc đông y từ cây nhọ nồi này. Có nhọ nồi 20 g, lá trắc bá sao đen 12 g, hoa hòe sao đen 12 g, củ hoặc lá sắn dây 20 g, cam thảo đất 16 g, sắc uống ngày một thang. Và cái bài thuốc thứ 10 là chữa chỉ ra máu. Cột nấm có nhọ nồi để nguyên rễ, dạ nhuyễn, cho vào một chén rượu nóng thành dịch đặc, vừa uống trong vừa đắp bã ở ngoài. Và cái bài thuốc thứ 11 là chữa chảy máu dạ dày hành tá tràng. Có nhọ nồi 50 g, bạch cập 25 g, đại táo 4 quả, cam thảo 15 g, sắc uống ngày một thang, chia làm 2 lần uống trong ngày. Và cái bài thuốc thứ 12 là chữa râu tóc bạc sớm. Thì nó gồm có các cái loại như sau. Thì có nhọ nồi với cái lượng tùy dùng, rửa sạch, nấu cô đặc thành cao, rồi cho nước gừng, mật ong với cái lượng vừa phải, cô lại lần nữa, cho vào lọ. Khi dùng thì lấy 1 đến 2 thìa, hòa nước đun sôi còn ấm hoặc là cho ít rượu gạo để uống. Ngày uống 2 lần. Cao này có tác dụng là bổ thận, ích tinh huyết. Hoặc là có nhọ nồi 1 đến 2 kg, cho vào nước ép lấy cái dịch đặc trộn với bột nữ trinh tử đã được chế sẵn như sau. Nữ trinh tử 300 cho đến 1.000 g, ngâm rượu một ngày, bóc vỏ, rang khô, tán bột, viên hoàn bằng mật ong, mỗi lần uống 10 g, ngày uống 3 lần với rượu gạo hâm nóng, hoàn này bổ can thận, xanh đen râu tóc, khỏi đau lưng gối. Và thuốc thứ 13 là chữa di mộng tinh do tâm thận nóng. Có nhọ nồi sấy khô, tán bột, uống ngày 8 g với nước cơm hoặc sắc có nhọ nồi để uống ngày 30 g. Thứ 14 là chữa dòng kinh. Dòng kinh nếu nhẹ thì lấy có nhọ nồi tươi, giã vắt lên nước cốt, uống hoặc có nhọ nồi khô, sắc nước uống. Nếu huyết ra nhiều thì cần phối hợp thêm trắc bá diệp hoặc cây huyết dụ. Và bài thứ 15 là tiểu ra máu. Có mực và mã đề cái lượng như nhau, mang giã lấy nước uống 3 chén mỗi ngày vào cái lúc đói. Có thể là nấu cháo có mực 100 g cùng 3 lát gừng. Nếu mà chỉ ra máu thì giã nhuyễn một nắm có mực nguyên rễ, cho vào một chén rượu nóng để trong nồi uống, bã đắp vào chủ chỉ. Và thứ 16 là cây có mực chữa suy thận. Có mực mang về rửa sạch và thái nhỏ rồi phơi khô sao vàng để sử dụng dần. Mỗi ngày bạn hãy lấy 30 g có mực đã được sao vàng, nấu cùng với 4 g đậu đen rang cháy, nấu khoảng 15 phút là được và chắt lấy nước để uống trong ngày. Khi uống hết nước đầu tiên, bạn hãy cho thêm nước vào đun sôi và uống 2 đến 3 lần mới thay thang thuốc mới. Và dưới đây là những cái lưu ý khi mà sử dụng cây có nhọ nồi trong khi mà chữa bệnh. Thì tuy có cái tác dụng rất lớn trong việc mà điều trị những cái bệnh lý, nhưng khi sử dụng loại cây này thì người dùng cần tham khảo ý kiến từ bác sĩ về liều lượng, cách sử dụng,
để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì khi bị sốt chỉ nên sử dụng lá nhọ nổi để đắp bẹn nách, hạn chế đường uống để đảm bảo vệ sinh vô trùng cho trẻ. Và bản tin sức khỏe hạnh phúc của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong các cái video tiếp theo của chúng tôi. Worse.